Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện tích cách ổn định về lực lượng trước khi bước vào mùa giải V-League năm 2023 đến năm 2024. Chỉ hai ngoại binh mới gia nhập đội bóng, bao gồm trung vệ Jairo và tiền đạo Martin Zila, nhằm thay thế Brandao và Paulo Oliveira, những cầu thủ đáng tiếc qua đời trong một tai nạn ô tô sau mùa giải trước. Về nội binh, đội bóng của ông Bầu Đức chỉ có một sự bổ sung duy nhất, thủ môn Phan Đình Vũ Hải, theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa giải mới, Hoàng Anh Gia Lai giữ bộ khung là những cái tên quen thuộc như Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Đức Quang Nho và cả một số tài năng trẻ như Nguyễn Đức Việt, Trần Bảo Toàn và Nguyễn Quốc Việt. Hoàng Anh Gia Lai đang thực hiện tiết kiệm và tập trung vào sự ổn định lực lượng. Huấn luyện viên Kiatisak, sau trận hòa 1-1 trước Hải Phòng, cho biết rằng câu lạc bộ không chi tiền nhiều cho chuyển nhượng. Ông Kiatisak tỏ rõ tinh thần đối đầu với mọi đội bóng, bất kể lực lượng. Cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện sự tự tin trong trận đấu gặp Hải Phòng, và huấn luyện viên Kiatisak cam kết rằng đội bóng sẽ chiến đấu hết mình ở mỗi trận đấu tiếp theo, không e ngại đối thủ nào. Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu với đương kim vô địch Công An Hà Nội vào ngày 28 tháng 10, một trận đấu mà huấn luyện viên Kiatisak gọi đó là một chung kết sớm của V-League. Trận đấu này sẽ chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Trần Minh Vương, người đã bị căng cơ và được nghỉ ở trận ra quân với Hải Phòng. Cầu thủ trẻ 20 tuổi Nguyễn Quốc Việt là niềm hy vọng hàng công của Hoàng Anh Gia Lai.